Trên sông Rạng và sông Trà Và, ở xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, có 6 nhà hàng nổi đã hoạt động được khoảng 10 năm nay. Các nhà hàng nổi rộng cả nghìn mét vuông, được dựng nổi lên trên mặt sông, gắn với các thùng phi, mặt sàn được làm bằng gỗ. Vào các ngày cuối tuần hoặc dịp lễ, có hàng nghìn người tìm tới đây để thưởng thức các loại hải sản tươi sống. Trong số này, cũng có rất nhiều trẻ em được người lớn đưa đi theo. Chủ các nhà hàng nổi còn chuẩn bị sẵn các ghe máy, thuyền để được phục vụ du khách. Chỉ khoảng 10 phút là ra tới nơi. Anh Trần Nam, 40 tuổi, ngụ ở thành phố Vũng Tàu, cho hay cứ vào dịp cuối tuần anh và bạn bè thường tới nhà hàng nổi để uống. Khi mới bước chân lên nhà hàng nổi cũng hơi sợ, nhưng sau mấy lần thấy không sao nên cũng khá an tâm. Ban đầu trên sông ở thành phố Vũng Tàu chỉ có nhà hàng nổi đực nhỏ, nhưng sau đó, khi điểm đến kinh doanh này làm ăn được, các nhà hàng nổi khác như Long Sơn, Hải Lưu, Được Khỉ mọc lên ngay sau đó. Theo người chủ nhà hàng nổi, vào những lúc cao điểm, nhà hàng của ông có thể chứa tới 700 người. Để đảm bảo an toàn cho thực khách, cứ 2 tháng, chủ nhà hàng lại cho người lặn xuống sông để kiểm tra các cọc gỗ, thùng phi, nếu cái nào hư hỏng sẽ thay thế. Tuy vậy, các nhà hàng nổi này lại không có giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh. Ngoài ra, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như tai nạn sông nước. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2016, nhà hàng nổi của công ty du lịch Vĩnh Tiến trên vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận bất ngờ bị đổ sập xuống biển, khiến 2 du khách tử vong, 4 người bị thương. Nhà hàng nổi này ban đầu chỉ là bè nuôi thủy sản, dần dần được chuyển sang hoạt động kinh doanh khai thác du lịch. Tuy nhiên, nhà hàng này chỉ mới đăng ký giấy phép kinh doanh ăn uống và dịch vụ du lịch hàng ngày. Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp mà không có bất cứ giấy phép nào đăng ký, đăng kiểm bến thủy nội địa. Do đó, nhà hàng này không đủ điều kiện để vận hành bè nổi du lịch. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, các nhà hàng nổi trên sông đã tạo việc làm cho hàng trăm người dân địa phương. Việc mở các cửa nhà hàng nổi rất cần thiết để làm ngành nghề cho người dân và tạo ra một sản phẩm du lịch của địa phương. Lãnh đạo xã nói rằng, ngoài việc nhắc nhở chủ các nhà hàng nổi phải đảm bảo an toàn cho khách, xã cũng thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ của các nhà hàng trên sông. Xã này cũng đã kiến nghị lên các cơ quan ban ngành của thành phố và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sớm có quy hoạch lại cho đảm bảo phải có các quy định, quy chuẩn về các điều kiện kinh doanh trên sông. Nếu nhà hàng nổi nào không đáp ứng yêu cầu thì sẽ bị dẹp bỏ.